Ngày 7 tháng 11, Chủ tịch huyện Ia Ga, tỉnh Gia Lai ông Nguyễn Thế Hùng yêu cầu Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Ia Ga tổ chức kiểm điểm trong công tác trồng cây phân tán gì để xảy ra tình trạng cây chết rất nhiều, gây lãng phí. Theo đó, năm 2017, huyện Ia Ga cấp 144 triệu đồng để mua và trồng 56.000 cây xanh. Năm 2018, huyện cấp 428 triệu đồng để mua trồng 74.000 cây xanh. Các loại cây xanh được huyện xuất ngân sách mua trồng là keo lai, bạc đàn, xà cừ, sao đen, bằng lăng, quỳnh đàn. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Ia Ga được giao nhiệm vụ tham mưu dự toán mua cây giống, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng. Ủy ban Nhân dân huyện Ia Ga thành lập đoàn thanh tra, phát hiện cây xanh trồng tại các trường học trên địa bàn chết rất nhiều. Với 56.000 cây xanh trồng vào năm 2017 thì số cây chết là 41.336 cây, cây sống là 14.664 cây, với tỷ lệ chết là 73,8%. Năm 2018 trồng 74.000 thì số cây chết là 37.603 cây, cây sống là 36.397 cây, tỷ lệ chết 50,8%. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch huyện Ia Ga, nguyên nhân cây chết là do thời tiết khô hạn, cây không có hàng rào bảo vệ, gia súc giẫm đạp, một số loại cây giống chiều cao thấp chỉ thích nghi với việc trồng rừng, không thích nghi với việc trồng cây phân tán, công tác cấp cây giống chưa đảm bảo. Ông Hùng nêu rõ, trách nhiệm để cây giống chết nhiều thuộc về Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, người đứng đầu các tổ chức, cá nhân nhận cây giống và Ủy ban Nhân dân các xã, công chức được phân công triển khai trồng các cây phân tán. Để tình trạng lãng phí ngân sách, thiếu ý thức trách nhiệm trong việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây giống, Chủ tịch huyện Ia Ga yêu cầu các đơn vị liên quan phải làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm để cây chết 2 năm liên tục gần 80.000 cây, 130.000 cây. Về giải pháp, Ủy ban Nhân dân huyện Ia Ga yêu cầu Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các xã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật thuật trồng, giám sát trồng và chăm sóc cây giống tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các năm tới, sẽ lựa chọn các cây giống to, tốt tránh tình trạng mua cây nhỏ dễ chết, ông Hùng nhấn mạnh.